Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình nâng cấp Clam 1 triệu token Electron các bạn. Và chương trình nâng cấp này dành cho 5.000 người may mắn có thể Clam được là 2 triệu tỷ token Electron các bạn. Thì để Clam được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở trình duyệt cái chocolate ra nè. Các bạn chọn chocolate. Các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ nè. Thì những dự án claim thế này thì các bạn tốn 0.1 đô, các bạn cứ claim vào đó đi các bạn. Sau này mình không biết đâu sau này nó sẽ may mắn hay là sao đó. Rồi khi giao diện nó thì các bạn có thể claim free các bạn. Thì các bạn có thể mua min bay là 0.01 BNB và max làm 25 BNB như thế các bạn. Ok, mình hướng dẫn các bạn claim free thôi các bạn. Bạn nhấn vào claim free nè. Rồi bạn bấm vào claim này drop nè. Bạn bấm kết nối nè. Các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.0005 BNB khoảng 0.17 đô. Các bạn chấp thuận các bạn. Biết đâu mai đâu các bạn sẽ claim được vô 2 tỷ token sao các bạn. Rồi các bạn chờ nó xác nhận giao dịch chút xíu. Mình xui rồi các bạn ơi. Mình claim về được có 1 triệu token rồi các bạn ơi. 1 triệu token Electron. Các bạn chỉ copy con chắc phần lên con chắc phần lên mô tả thứ hai của mình, các bạn mở trình duyệt chủ đất mình ra và nhấp vào đây này. Thật là đáng tiếc. Rồi các bạn mở ra nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 1 triệu token Electron các bạn. Sau này token này nó sẽ list sàn hay là tăng giá thì mình sẽ thông báo cho các bạn sau các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.